em quay báo cho các bác hai mã súp đấy ạ. Hiện tại đang giới thiệu đến mã hai con mã súp này thì các bác chỉ đánh được những căn phòng tầm 30 mét vuông đổ lại các bác nhé. Hiện tại em đang test cho các bác, đây là em test được cái ngoài phòng này là ngoài trời hết đi, ngoài trời hết, nó thông mà nó đã như thế này rồi. Những con này thì các bác nên chơi những căn phòng tầm 30 mét vuông đổ lại, bởi vì bát nó chỉ là bát 20 thôi, không thể đùa được đâu bạn. Đấy, con này là úp đất, con này là bát úp đất, lỗ thông hơi đây này, coi nhìn quá ấm luôn. Con này là con súp Zamo có mức giá là 2,9 triệu. Để em bịt cho bác nhìn này, em bịt hơi bác biết này, nó sẽ là đấy, không thể chê những con súp xịn đây. À, đây là con súp Zamo, súp 210 Zamo đây. Hiện tại thì con này chạy đường điện vào đây, bác nhìn thôi em nhé, nó chạy đường điện là 220V đến 240V. Em tắt này. Các bác, đây là cả đường lever, đây là tăng giảm cái đường phân xe âm 1 đến, các bác chú ý của em này, cái giải không độ 180 độ này. Bác nào muốn nghe âm thanh nó nổi thì bác vặn lên, nhưng mà đa số là nên vặn chìm này xuống để cho cái chất bát nó sâu, nó mềm, nó ấm tại phòng của mình. Bác nổi này là nghe nó đau tai lắm đấy. Ngoài ra thì con này nó có chế độ auto, các bác nhìn cái nút nguồn này, có chế độ bật này, bật này đấy, tắt này, và auto nằm ở giữa. Thì cái auto này nó có cái tác dụng là các bác nào mà hay quên ấy. Ví dụ mình khi nghe một bộ nghe nhạc ở nhà mình hay quên tắt thì mình đặt chế độ auto, thì khi mình tắt tất cả cái tí đường tín hiệu không cấp vào nó thì nó sẽ tự động ngắt nguồn đấy. Con này nhé, các bác đây đấy. Con này thì có đấy, đấy nhé, em vặn này hết luôn, được chưa, đánh âm đấy không nổi tí nào, được chưa. Con này màu vàng đây, đèn đằng trước của nó là có chữ Zamo đây. Con này 2,9 triệu ạ, 2,9 triệu con này. Những con này chỉ chơi được những căn phòng từ 30 mét vuông đổ lại các bác nhé, em đã thông báo luôn đấy, 30 mét vuông đổ lại. Sang đến con thứ hai, con này cũng bát 20, có mức giá là 3,9 triệu. Con này thì con Onkyo, nó xử lý thùng nó khá hơn đây, 3,9 triệu. Con Onkyo có e căng ạ, con này có e căng ở trước mặt đấy nhé, con này có e căng rồi đấy, có e căng ở đây đây, màng ke van, lỗ thông hơi phía dưới trước rồi. Để em tắt con này, em cắm sang con kia cho các bác này, cắm nguồn lên cho các bác này, tết tết đấy. Thì con này nó có nguồn đây, tắt nguồn đi, giới thiệu đã. Con này thì nó có các chế độ giải đằng sau đây, các chế độ giải to nhỏ volume giải đằng sau này, và có thể đấu thẳng trực tiếp từ âm ly vào đây luôn, càng hay. Các bác đưa thẳng trực tiếp từ âm ly vào, tín hiệu âm ly vào đây càng hay. Ở đây là con súp Yamaha, súp Onkyo A250, con này chạy điện 100V, 100 đến 110V. Con này thì quá nặng, cực kỳ nặng luôn. Màu đen bóng rất là đẹp, 3,9 triệu. Em bật nguồn cho bác nhé, này. Nó đánh. Con này đây là cái nút để chuyển có lời này. Các bác nào muốn nghe có lời nhé, ấn vào này, lời này. Muốn không có lời, nhưng đa số súp thì phải lên để nó xử lý lời, không có lời, cắt lời. Nghe nó ấm. Đấy. Đây này, em mới vặn này. 12 giờ. Những con này đánh phòng 30 mét vuông đổ lại thoải mái quá nhé. Cực kỳ hay. Bao hay bao phê luôn cho các bác. Riêng con này thì không nói, con kêu xuống kêu cực kỳ đẹp luôn. Đây, nút nguồn, nút báo nguồn này. Đây là băng dính ạ. Đây băng dính ạ, lau đi. Đấy, kích thước của con này chiều ngang này, chiều ngang 25, chiều sâu thì là 1, 2, chiều sâu 40, chiều cao 1, 2, chiều cao tầm 40. Con này 3,9 triệu, con này 2,9 triệu, Zamo 2,9 triệu. Chiều ngang con này, Zamo này tầm khoảng 26, chiều cao 26. Nói chung là con này 26 vuông. Một con 2,9 triệu và một con 3,9 triệu. Cảm ơn các bác.
bao đánh hoạt động bình thường hết. Các bác chú ý hộ em nhé, phòng chỉ 30 m2 đủ lại.